Hôm nay, Nightside sẽ hướng dẫn chúng ta cách tạo hiệu ứng long shadow bóng dài cực kỳ độc đáo 100% bằng PowerPoint. Đầu tiên, mình sẽ kéo chọn đối tượng, nhấn chuột phải, mở Format Object. Vì đối tượng tạo bóng đang là chữ nên mình sẽ chuyển sang Pick Option. Ở mục hiệu ứng trong phần xoay 3D, chúng ta sẽ chọn hướng bóng ở dòng cuối cùng. Và chúng ta chỉnh Depth, độ sâu của bóng lên khoảng 1.500. Tiếp theo, trong mục Material, chúng ta sẽ chọn chất liệu đầu tiên. Trong mục Lighting, mình sẽ chọn dạng ánh sáng là Flat ở dòng cuối cùng. Bước kế tiếp, trong phần Depth, chúng ta sẽ chỉnh màu của bóng tối hơn so với nền. Vậy là chưa đến 30 giây, chúng ta đã sở hữu ngay hiệu ứng Long Shadow bóng dài cực kỳ ấn tượng cho tên thương hiệu của chúng ta. Và chúng ta cũng có thể chỉnh màu bóng của các chữ khác nhau để tạo ra tầng lớp chiều sâu cho khối chữ. Bây giờ, làm sao chúng ta có thể cắt được hiệu ứng bóng nằm gọn trong hình vuông để tạo ra một khối đồng nhất? Vì bóng dài hiện tại đang là hiệu ứng của vật thể nên chúng ta sẽ không thể nào dùng Merge. Để xử lý, mình sẽ nhấn chuột phải vào vật thể, chọn cắt, rồi nhấn chuột phải vào nền và dán vật thể dưới dạng hình ảnh. Vật thể chúng ta đang nhìn thấy ở trên slide là hình ảnh, không còn là chữ nữa. Bây giờ, mình sẽ giữ Ctrl kéo hình vuông ra ngoài để nhân đôi. Sau đó di chuyển làm sao để hai hình vuông trùng khớp với nhau. Chúng ta đưa hình vuông mới nhân đôi ra lớp sau cùng. Chúng ta sẽ chọn hình ảnh trước rồi giữ Shift để chọn thêm hình vuông. Chúng ta sẽ vào Shape Format, vào Merge và chọn Intersect để cắt hình ảnh theo hình vuông. Và chúng ta sẽ có ngay một logo cực kỳ độc đáo theo tên thương hiệu của chúng ta. Chúng ta có thể áp dụng kỹ năng này với cả hình khối và hình ảnh. Và chúng ta lưu ý phải thao tác ở nhóm Shape Option trong bảng Format. Chúng ta sẽ chọn hướng xoay 3D và tùy chỉnh định dạng chất liệu của 3D giống như phần vừa rồi. Chúng ta sẽ vẫn nhân đôi hình vuông và bắt buộc phải biến khối 3D bóng dài thành hình ảnh để cắt được bằng công cụ Merge. Sau khi cắt xong, chúng ta sẽ có ngay một logo theo phong cách flat đã từng gây bão những năm về trước. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Nightslide để sở hữu trọn đời Office 365 cùng bộ công cụ Nightslide ưu việt số 1 Việt Nam, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh khổng lồ của PowerPoint.